một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì tôi là số 1 trong căn nhà này. Nhưng nó đã trở về. Đâu xuất hiện, còn mày đặt lên giường tao nữa hả? Biết sao em biến được, em đâu phải là phù rể đâu. Ai dậy rồi hả? Kệ cậu, cậu tự đánh răng súc miệng, thay quần áo tự lo công chuyện. Ưu tiên của tôi bây giờ đã là Betin. Tao biết mày. Bây giờ anh mình hả? Đâu rồi, thằng lại, xuống đây. Tao ném mày hoài mà mày không ghét tao hả? Anh hai là anh hai của em mà. Làm sao em ghét anh hai được? Em thương anh mà. Mệt chưa? Mệt quá. Sẽ đem những chương trình hấp dẫn đặc biệt sẽ gửi đến tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, trên tay tôi có cầm một tờ giấy. Trên tờ giấy có một con cá vàng. Bây giờ Tư Vui tôi sẽ lấy con cá vàng này ra. Được, chú Tư. Và để vào trong bình này, nó sẽ bơi lội tung tăng coi Tư Vui mắt chơi. Bà con có vẻ nghi ngờ. Được. Bây giờ chúng tôi sẽ làm. Bơi lội tung tăng. Cảm ơn bà con. Và đây là một con chim bồ câu bằng giấy. Sau khi tôi đếm 3 tiếng, con chim bồ câu này sẽ trở thành con chim bồ câu thật và nằm trong chiếc lồng này. Quý vị kiểm tra cái lồng coi, có cái gì không à? Dạ, cảm ơn bà con. Và bây giờ, bà con chú ý nha.
1 2 3 Kính thưa bà con, trước khi đến một tiết mục vô cùng hấp dẫn và đặc biệt, chúng tôi có gửi đến bà con một cái loại thuốc gia truyền. Thuốc gia truyền này do gia đình chúng tôi bào chế, là chuyên trị đau lưng nhức xương. Đêm nằm ngủ nó tê hai cái đầu gối nè, nó tê tay tê chân. Quý vị bôi vào sẽ cảm thấy đỡ lại. Thuốc này đặc biệt chúng tôi không bán, chỉ biếu tặng bà con thôi. Cảm ơn bà con các bác đã ủng hộ cho con tôi. Đặc biệt quý vị nào đi sương, đi gió, đi nắng, đi mưa, trên đầu mình có chí. Ở đây chúng tôi có loại thuốc trị rất là hay. Gội chí chí tái nhào, gội gào gào bật ngứa, gội năm ba bữa chí đực nó có bầu đẻ nữa. Cảm ơn bà con, cảm ơn bà con. Cái này là nói cho vui thôi, nói cho vui thôi. Nhưng ngày hôm nay sẽ có nhiều tiết mục hấp dẫn gửi đến bà con. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Và bây giờ tiết mục hấp dẫn độc đáo xin gửi đến bà con, đó là tiết mục phóng dao. Và kính thưa quý vị, đây là quả táo thật. Để như vậy phóng bình thường, cái hấp dẫn của nó là chỗ này. Tôi sẽ để trên đầu con gái tôi. Kính thưa quý vị, đây là con dao thật. Đã ai kiểm tra giùm cho tôi đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Và bây giờ, để muốn tăng phần hồi hộp và hấp dẫn, tôi xin phép bà con để tôi bịt mắt lại. Bà con thưởng thức màn phóng dao. Anh nói chuyện nữa hả? Đứng lại, lẹ đi. Mày chạy lại đó, chạy luôn này nha. Không, mày không được này, lẹ đi. Đứng vào được thằng luôn. Một, hai, ba. Kính thưa bà con cô bác, giải táo đã được siêu qua. Cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ. Và chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin chào bà con. Chú à, chú bị sao vậy? Bị chân giò rồi. Lấy chai thuốc trạc cho ba. Dạ. Cởi giày ra đi. Dạ bác. Ông làm cái gì vậy? Tôi là chuyên chữa trạc mà. Con gái tôi đó. Nè chú nhìn mặt tôi đi. Tôi làm nghề này nhiều năm rồi. Yên tâm. Đánh lạc hướng chú á. Chú coi thử còn đau không? Ồ. Hết rồi. Sao ông hay vậy? Nghề này là nghề của cha con tôi mà. Ông giỏi như vậy, có trị được bệnh khác nữa không? Có, phong thấp, đau lưng nhức mỏi, ngứa, chữa được hết. Ông trị được bệnh ngứa luôn hả? Ừ. Ông hay thiệt á. Được rồi, tôi xuống ngoài này tìm ông. Chào ông, hứa gặp lại. Đứng lại mày. Ôi, đứng lại. Cẩn thận đó nghe không? Cái chân còn đau. Ba ơi, hôm nay mình kiếm được nhiều tiền quá ha ba. Nhờ bà con thương. Con gái. Dạ. Bữa nay được nhiêu đây nè, với tiền ba dành dụm. Ba sẽ mua cho con một cái cặp mới, một bộ đồ mới để con đi học, không có thua sút chúng bạn. Ba ơi, con không còn đồ mới đâu. Con bận đồ cũ con đi học được rồi. Áo ba cũ hết rồi. Ba để tiền á, ba mua áo ba bận đi. Còn con không còn đâu.
áo này á, ba mặc mấy năm nữa nó cũng không có rách, còn phải bằng chúng bạn. Cái kẹp đẹp quá. Của ba mua mà, phải đẹp thôi. Chà mày, nè, ở đây dọn dẹp chờ ba. Dạ. Đừng có đi đâu nghe không? Dạ. Chờ ba đó. Dạ ba. Ừ. Chào mấy con, đi học hả? Ừ, chú cũng gần được tới trường rồi đó. Vì con của chú sắp được đi học rồi, có cặp mới áo mới luôn rồi. Chào tụi con. Sơn ơi, Sơn, ba mua cặp mới áo mới cho con nè. Sơn ơi. Tụi mày bắt được bao nhiêu con cóc? Dạ, em 4 con. Dạ, em 3 con. Dạ, em 2 con. Dạ, em 1 con. Dạ, em không có con nào hết. Dạ, em cũng vậy. Tại sao hai thằng mày không đi bắt cóc? Tụi nó bắt hết trơn rồi, còn đâu bắt. Mày có biết mỗi ngày tao phải ăn bao nhiêu con cóc để trị cái bệnh ngứa của tao không? Dạ biết. Thôi ông chủ cho em khất lại thêm ngày nữa đi. Không có khất lại gì hết. Để lấy công chuộc tội. Hai thằng mày sáng ngày mai đi bắt 3 đứa con nít về đây cho tao giao hàng. 3 đứa con nít, rõ chưa? Rõ. Dạ. Xuống con. À, con Simba. Simba lại đây với ba con. Dạ. Cô Tiên. Dạ. Tôi muốn ngày hôm nay là dành riêng một ngày cho con tôi. Dạ. Hôm nay ba sẽ dắt con đi chơi nha. Dạ chịu. Yes, hông ba. Rồi. Được rồi, đợi chút.
ba cho con xin tiền đi ba. Con có tiền, con tiền, con lo nó cho nó dùm tôi để đây. Dạ. Rồi. Nè con muốn gì vậy? Con muốn xin tiền. Con xin tiền làm gì? Để con mua kẹo á, con ăn. Ăn kẹo là sẽ bị súng răng. Với lại ở ngoài đường dơ lắm. Dạ. Mình đi nha. Dạ. Thôi anh không mua đâu. Anh đi nha. Anh đẹp trai mua kẹo giùm em đi, anh đẹp trai. Mua giùm em đi mà. Ôi anh không mua đâu. Anh đẹp trai ba mua kẹo giùm em đi, anh đẹp trai. Đẹp trai ba mua kẹo giùm em đi, anh đẹp trai. Ê, bây giờ không có anh đẹp trai mà có chú đẹp trai được không? Chú hả? Ừ. Xấu quá. À, kệ nó, tôi xấu vậy đó. Nhưng mà tôi mua hết kẹo được không? Vậy thì chú đẹp trai. Trời, mới lớn quá đừng nghĩ nó sợ không? À được rồi, bây giờ bao nhiêu một cây? Dạ, 10 ngàn. 10 ngàn, ở đây có bao nhiêu cây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cây. Rồi, 8 cây là bao nhiêu tiền? 8 cây là... 8 ngàn. Phải. Chứ nhiêu? Chú này, đừng có tính. Đang tính chú nhảy vô họng coi chú ngồi. Trời, nhảy vô họng nào trời. Tôi tính giùm mà là nhảy vô họng. Rồi thôi tính lại coi nhiêu tiền, lại lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ngón 10 ngàn. Như vậy là 80 ngàn đúng không? Như vậy là 8 cái 10 ngàn. Rồi, để chú mua hết cho nha. Hả? Chú mua thiệt hay là chú nói giỡn vậy? Thiệt. Nhiều người giỡn với con vậy lắm á. Giỡn nhà không vui nha chú. Rồi, chú hứa chú mua là chú mua nha. Bây giờ đếm rồi nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. 80 ngàn đúng không? Dạ đúng. Rồi, vui không? Dạ vui chú đẹp trai. Trời ơi, nó khôn dễ sợ. Bây giờ nè, con bán kẹo mà con có thích ăn kẹo không? Dạ thích. Tại sao con không ăn kẹo đi? Vì chị bắt con bán thôi chứ không được ăn. Vậy hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Vậy giờ chú cho con kẹo con ăn không? Mà chú cho con kẹo hả? Đúng vậy, đây nè. Ủa, mà sao chú không cho con kẹo này mà chú bắt con ăn kẹo của chú? À, là tại vì kẹo này chú mua cho con của chú, hiểu không? Là còn kẹo này ở nhà chú nhiều rồi cho nên là chú lấy một cây đặt cho con. Thích không? Hết. Rồi, hả miệng ra. Ngon không? Ngon. Con bán sáng giờ con mệt rồi phải không? Rồi bây giờ mình vô đây mình ngồi nghỉ nha. Đây, vô đây. Đó. Rồi, con ngồi đây con dựa đây nha. Rồi bây giờ chú kẹo, mua kẹo hết rồi chú lấy nha. 1 cậu bé hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì tôi là số 1 trong căn nhà này. Nhưng nó đã trở về. Còn mày đặt lên giường tao nữa hả? Biết sao biến rồi. Em đâu phải là phù lễ đâu. Ai à, vậy rồi hả? Kệ cậu. Cậu tự đánh răng súc miệng, thay quần áo tự lo công chuyện. Ưu tiên của tôi bây giờ đã là Betin. Wow! Tao biết rồi. Dạ anh mình hả? Đâu rồi? Thắng lại xuống đi. Trời, nếu mày hoài mà mày không ghét tao hả? Anh hai là anh hai của em mà. Làm sao em ghét anh hai được? Em thương anh mà. Mà chưa
Mệt quá. Dạ. Để cho ba làm việc nha. Nhưng mà con muốn chơi, con mua cho con đi. Mình đừng chơi mấy đồ chơi độc hại này ha. Chị ơi, xanh xanh đỏ đỏ mua cho em nhỏ nó chơi đi chị. Cháu không chơi đâu anh. Anh đi đi. Lại đó ngồi đi con. Có gì thì cứ đem hợp đồng ra đây. Vậy nha. Ba, ba. Ba đi chơi với con sao ba gọi điện thoại hoài vậy? Ba xin lỗi con, ba có công việc một chút. Sao? Nãy giờ đi chơi có mệt không? Dạ có mệt, con đi chơi với ba vui lắm. Rồi, cứ cuối tuần là ba dắt con trai ba đi chơi. Mới nha. Ba hứa. Dạ ba móng méo đi. Rồi, móng méo luôn. Thôi ở đây chán quá, ba đưa con đi chơi công viên nước đi. Chờ bạn của ba đem hợp đồng tới. Dạ. Ba ký xong. Dạ. Ba dắt con đi công viên nước liền. Dạ. Hoàng. Alo. Rồi, đứng đó đi. Sima. Dạ. Con ở đây ngoan với cô Thiên nha con. Ba đi vô lẹ nha ba. Rồi, ba vô liền nha con. Ta cháu quá con. Có gì chơi. Thế là cô dẫn con ra khu khác chơi đi cô. Muốn đi đâu á thì mình phải chờ ba Lộc về rồi dắt Simba đi nha. Không có gì chơi, con cháu quá đi. Hay là con chơi game nha. Nè, con chơi đi. Đưa tiền đi, tiền tôi chơi coi. Nè mẹ già, hai đợt rồi nha. Đợt này đợt ba, đợt cuối cùng luôn rồi đó. Mấy đợt cũng được. Tao đã hứa rồi thì tao phải giữ lời chứ làm sao. Nè, bác muốn dẫn nó đi đâu thì cứ dẫn. Hiểu không? Đưa tiền đây đi. Anh có sao không anh? Sao cô gạt giò tôi? Đâu có, là anh dắp cho tôi mà. Ngồi không yêu để cái giò ra vậy hả? Cái anh này ngang ngược, rõ ràng là dắp cho người ta mà còn. Còn đối thừa là sao? Ngang ngược cái gì? Ngồi không yêu phải ngồi đàng hoàng chứ để cái giò ra vậy? Anh coi thử cái chân anh có bị làm sao không? Cô có dầu không? Để cho tôi sức coi. Tôi đi làm gì mang dầu ở đây? Vậy là như tôi có đó. À, cái kẹo ngon quá. Cái kẹo có ăn được không chú? À, cầm cho chú và ăn luôn đi. Dạ con cảm ơn chú. Con coi tôi, chai nào là chai dầu tôi cởi nó dài cái đó. Hai chai này y chang nhau vậy. Sao tôi biết chai này là chai dầu? Thì phải mở cái hử mới biết chai nào là chai dầu chứ. Xíu à. Tại sao cô con lại ngủ ngoài cổng đi vậy chú? Con cũng ngủ liền bây giờ á. Bà sướng thiệt, từ nhỏ đi bán rồi bà có tiền đến bài hả? À? Sao rồi, bán được nhiêu rồi? Dạ nè. Trời đất ơi, gì vậy? Sao có nhiêu đây vậy? Hả? Cô
đã cố gắng rồi nhưng mà chỉ có như đây. Cố gắng cái gì? Tao nói cho mày biết nghe chưa, hai đứa bay á trong một ngày á phải nộp cho tao đủ 500 ngàn nghe chưa, không á thì mày á thì nhịn ăn ha, còn thằng kia thì nhịn bú, biết chưa? Ai con nít là phải thương nó, thương thương nhớ không? À, dì có hứa là cho hai đứa nhỏ đi cắm trại với tôi bữa nay đó. Cái gì đi cắm trại? Đi cắm trại. Nhớ rồi. Con vô đây dì biểu nè. Hôm nay á dì sẽ cho tụi con nghỉ bán. Hả? Nghỉ bán? Ừ, nghỉ bán đi chơi ha. À, dì sẽ cho con đi theo chú này nè. Đi chơi, đi cắm trại, con biết không? Thôi, con không đi đâu. Trời đất ơi, con quỷ này. Giờ tao cho đi chơi, tao không chịu đi chơi. Giờ mày muốn tao sống sao hả? Hay mày muốn... Ê, gì vậy? Nè con biết sao không? Tại vì là dì thấy hai đứa con đi bán cực khổ á, dì thương. Cho nên là dì muốn hai đứa con nghỉ bán bữa nay. Đi chơi điện tử nè, đi ăn kem nè, đi cắm trại. Thôi đi nhanh lên đi. Trời đất ơi, đứng đó nó hoài người ta phát hiện bây giờ. Thôi đi ha con ha. Dì. 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 Dì con, đi, đi, đi. Dì. Đi lẹ. Không đi đâu. Dì. Đi lẹ lên. Đi con. Đi, 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 đi. Cho hai đứa đi rồi ai nuôi bà? Lo gì? Tìm đứa khác chơi. Cô Tiên. Sao con nằm ngủ đây, con cô đâu? Cô Tiên. Simba con cô đâu? Simba đâu? Simba sao? Con trai tôi đâu? Ông bán đồ. Ông bán đồ nào? Dậu. Con trai tôi đâu? Cô nói đi. Simba sao? Bị bắt cóc rồi. Hả? Đi! Đi! Simba! Chị có thấy nhỏ bằng quần đỏ này làm gì? Không, tôi không thấy. Ông chủ! Ủa? Sao em con lại nằm ở đây? À thì em cũng buồn ngủ cho nên chú này ẩm lên xe. Đặt cho nó nằm ở đây là không ngủ yên. Để mình đi du lịch mình khỏi ẩm cho mệt. Hiểu không? Không! Con không đi đâu! Chú phải ẩm em con xuống! Bây giờ nè! Không, mình đi du lịch có em con nữa, hiểu không? Không. Mình phải đi chợ. Cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Đi vậy cho nó lẹ. Để đứa nó lao hậu quang hốt cái lũ. Đi, lẹ lên, quăng lên xe. Ông chủ. Simba ơi, con ơi. Em xin lỗi ông chủ. Là em đã làm mất Simba. Cô đi trình báo công an cho tôi. Đi. Dạ. Lẹ đi. Alo, cậu đi tìm ngay cho tôi một đội thám tử chuyên nghiệp. Sếp vẫn chưa ký. Bên đối tác người ta hối. Hối hối cái gì? Con trai tôi mới là quan trọng nhất, cô biết không? Vợ tôi mất đi để lại cho tôi có một mình Simba. Nó mới là tài sản quan trọng nhất của tôi, cô biết chưa? Em xin lỗi. Các anh có chắc chắn là tìm ra được con trai của tôi không hả? Anh yên tâm, chúng tôi là những thám tử chuyên nghiệp. Chỉ cần tìm được con trai của tôi thôi, bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc. Mở mắt ra thấy nằm chè queo ở đây luôn.
Hình như mình bị bắt cóc. Ủa sao chị biết? Các em nhìn kìa. Các con đừng có sợ, đây chỉ là những chú hề đang làm cho các con vui thôi. Mấy ông này, mình làm cho trẻ con coi thì mình phải làm cái gì á dễ thương một chút chứ. Tụi em thấy dễ thương mà. Nhìn giống quỷ quá. Bước ra ngoài kia chờ lệnh. Dạ. Đi đi. Chào mừng các con đến với lâu đài thiên đường, nơi mà ba của các con và dì của các con gửi các con đến đây để vui chơi trong những ngày hè. Và ở đây các con sẽ được huấn luyện để trở thành những siêu nhân nhí. Ủa, con đang bán kẹo mà đâu phải con làm siêu nhân đâu. Mà làm siêu nhân có được ăn kẹo không chú? Nếu siêu nhân ngoan, siêu nhân giỏi sẽ được ăn kẹo. Vậy hả? Quá đã. Vậy thì con sẽ làm siêu nhân. Yeah. Sao chú nói giống ba con vậy? Ba con có cho con đi cắp thầy hè đó. Đúng rồi. Ở đây á, các con sẽ được học và các con sẽ được vui chơi thỏa thích. Chơi mà cũng học nữa chú. Có chứ. Trong các trò chơi, chúng ta đều có bài học ở trong đó. Chị ơi, vậy là gì cho mình đi chơi hè khởi chứ không bắt mà mình đi bán hả? Để coi đã. Kể từ hôm nay, ta sẽ là bảo mẫu của các con. Các con sẽ gọi ta là ba vui. Chúng ta sẽ có một trò chơi, đó là trò chơi gia đình. Yeah, vậy là mình có gia đình rồi, con sẽ gọi ba là ba vui. Yeah. Ủa, con đã có ba lòng rồi mà. Ờ, thì ba đã nói rồi mà, đây chỉ là trò chơi. Ba chỉ đóng vai là ba của các con thôi. Ba sẽ là người trực tiếp dạy dỗ và vui chơi với các con, để chúng ta cùng nhau huấn luyện bước vào một trò chơi lớn, đó là trò chơi trốn tìm. Bây giờ tụi con lên trên giường ngồi đi. Con lên giường ngồi. Bây giờ tụi con thử gọi là ba vui coi nè. Ba vui. Yeah. Ba vui. Yeah. Còn con? Không sao, con chưa quen, từ từ con quen. Con gọi là ba cũng được. Yeah. Bây giờ ba sẽ ảo thuật. Bây giờ các con nhắm mắt lại đi. Các chú hề. Dạ, dạ. Hãy chuẩn bị biến căn phòng này thành một căn phòng thật là nguy nga tráng lệ. Một, hai, ba. Biến. Các con thấy có đẹp không? Đẹp. Các con có thích không? Đẹp. Đây là ngôi nhà mới của các con. Bây giờ các con có quyền vui chơi thỏa thích. Thấy chú hề đâu? Nhảy múa lên cho các cháu vui nào. Còn thiếu cái gì ạ? Đúng rồi, thiếu áo quần cho các cháu. Mấy chú hề, yeah. Lấy áo quần cho các cháu đi. Dạ. Yeah. Áo quần ở đâu? Xe quần áo của cọp beo kìa. À, đúng rồi. Xe quần, xe áo, xe quần, xe áo. Lên của bé hay
Có nhìn thấy ông chủ làm cái gì vậy? Dù qua là dù qua, khó đi qua bên kia. Anh bình minh làm cho bé thèm thùng nè. Chạy qua mấy hàng cây xanh, ô ba hay chưa kìa, miệng bé cười cười chớ đâu không kìa. Mày nhớ bắt chước theo nó, chăm sóc mấy đứa con tích cho thật là cẩn thận, cho tụi nó vui vẻ lên, để ba ngày sau tao giao hàng qua biên giới. Nhớ chưa? Nhớ. Trời ơi, tôi là một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì tôi là số 1 trong căn nhà này. Nhưng nó đã trở về. Còn mày đặt lên giường tao nữa hả? Biết sao em biến rồi, em đâu phải là phù rể đâu. Ai vậy rồi hả? Kệ cậu. Cậu tự đánh răng súc miệng, thay quần áo tự lo công chuyện. Ưu tiên của tôi bây giờ đã là Betin. Tao biết rồi. Bây giờ anh mình hả? Đâu rồi? Thả lại xuống đây. Nếu mày qua mà mày không ghét tao hả? Anh hai là anh hai của em mà, làm sao em ghét anh hai được? Em thương anh mà. Mệt chưa? Mệt quá. Kỳ vậy ta? Cái này người ta dục lắm mà.